Người có biết không, luật lệ ở đây là có vô không có ra. Phóng một cái như tên, cha nó rung cầm cập, ngã gục xuống, ta liền phóng cho một chưởng, đánh cho bảo được phá mà. Thưa cha, con không ngờ cha đánh con như vậy, nhưng bất luận cha ép con bằng cách nào, con vẫn làm theo ý muốn của con. Thưa cha, cha ý ơ, giọt mau chứ. Con tay con đau lắm, cha làm tay con đau lắm. Xin cha hãy cho con về để uống rượu đi, cha. Cha, con thật tình không uống là không được đó. Con van xin cha, con van xin cha, con van xin cha.